chuẩn bị năm học mới 2021-2022, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã đến dự lễ công bố thành lập trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp đứng chân trên địa bàn huyện Phú Ninh. Ngôi trường cấp 3 mang tên vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng khang trang ngay trung tâm thị trấn Phú Thịnh. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, tập thể giáo viên, cán bộ nhà trường phấn khởi đón nhận quyết định số 2375 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Theo phân tuyến, khóa đầu tiên trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp năm học mới 2021-2022 đón hơn 700 em học sinh, được chia làm 16 lớp, trong đó 5 lớp 10, 5 lớp 11 và 6 lớp 12. Chung vui với tập thể nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tin tưởng rằng thầy cô giáo khắc phục những khó khăn trong buổi đầu thành lập, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trao dồi kiến thức, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua học tốt, dạy tốt, để mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua đó, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Được biết, trên địa bàn huyện Phú Ninh, đến nay có 3 trường trung học phổ thông, đó là trường Nguyễn Dục, Trần Văn Dư và Võ Nguyên Giáp.